Vậy tiếp theo có vị nào muốn hỏi gì nữa thì đặt câu hỏi. Cháu xin kính chào bác soạn giả, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân ạ. Dạ cháu tên là Nguyễn Thị Bích Thủy, cháu hiện đang cư ngụ tại thành phố Vũng Tàu. Và cháu có một vài câu hỏi muốn hỏi bác, kính mong bác giải đáp giúp cháu và mọi người được rõ thông ạ. Rồi, cháu hỏi đi. Dạ, câu đầu tiên cháu xin hỏi bác ạ. Kính thưa bác, cháu tu theo một đạo nào đó mà không xem xét kỹ đạo đó thì cháu tu có đúng không, thưa bác ạ? Bây giờ tất cả trên thế giới này nè, mình làm cái gì cũng phải là cái trí tuệ sáng suốt mới đúng. Còn nếu mà cháu cứ nhào vô tu đại thì người ta gọi là gì? Cháu mù, tu mù. Vậy làm sao đúng được? À, mình người Việt Nam làm cái gì cũng phải là sáng suốt. Hiểu cho rõ, thật rõ mới làm. Còn không hiểu rõ đừng có làm. Nếu mình làm thì chắc chắn 100% phải sai. Hiểu cái nguyên tắc này. Người trí tuệ không đụng đâu tin đó. Tin thì phải cho thông, hành thì phải cho đúng. Thấy không? Thì mới đúng là người trí tuệ được. Còn nếu mà con làm thiếu hai cái vế này thì chắc chắn con phải làm bị sai. Rồi con có hỏi thêm gì hỏi? Cháu, dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu kế tiếp ạ. Dạ, thưa bác, cháu muốn tu theo đạo nào đó, cháu phải tìm hiểu như thế nào cho đúng, thưa bác ạ? Cháu muốn tu bất cứ một cái đạo nào vậy, thứ nhất là bắt con phải hiểu thế này nè, mục đích cháu tu để được cái gì. Thứ hai là tu để đi đâu. Thứ ba, cái người mà lập ra cái đạo này nè là ai, có đúng là con người trí tuệ không? Con người trí tuệ lập mới đúng, là cho con người không trí tuệ là không đúng. Thấy không? Rồi con tìm hiểu sơ này, rồi con qua tìm hiểu cái giáo lý người ta ta dạy. Cái giáo lý này dạy gì, có thực tế khoa học không? Nếu thực tế khoa học thì mới nhào vô. Mà cháu nghiên cứu cái giáo lý này đến nơi đến chốn rồi, nếu thấy vừa ý con thì con nhào vô tu. Còn nếu mà con không làm được cái những cái công đoạn này thì chắc chắn con tu sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hỏi, cháu cảm ơn bác, cháu xin hỏi câu thứ ba. Dạ, thưa bác, người sống vào thời đại 4.0 mà tu thì phải không bốn thứ gì, thưa bác? Bây giờ thứ nhất 4.0 là gì? Là con người là văn minh. Văn minh 4.0 thì tất cả những gì giải quyết trên vấn đề này trên thế gian này đều hoàn toàn giúp cho con người rất thuận tiện. Còn cái đạo tu mà 4.0 là thứ nhất không cầu xin ai ở trái đất này, thứ hai không lại ai ở trái đất này, thứ ba không tu, thứ tư không chứng không đắc gì ở trái đất này hết. Chứng đắc trên trái đất này là đi, còn đi luân hồi. Còn muốn không chứng đắc thì phải con đi dọt ra cái quy luật vật lý này thì mới tu được. 4.0 nó là vậy đó, của đạo Phật. Chứ sự thật nó nhiều lắm, nhưng mà để căn bản lấy 4.0 này làm chuẩn. Không tin tầm bậy, không cầu xin ai, thấy không? Rồi không tin mơ hồ và đặc biệt không tu. Nhớ là đừng, thế gian này mà tu chứng đắc là bị luân hồi. Tất cả những người ở thế gian này tu mà chứng đắc chắc chắn phải bị luân hồi, không giải thoát được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ tư ạ. Thưa bác, người tu mà không làm gì hết thì tu cái gì, thưa bác? Bây giờ thế gian này á, thì con suy nghĩ sao là không không làm. Bây giờ con có gia đình phải lo gia đình chứ, có tổ quốc phải lo tổ quốc chứ, làm sao không tu. Rồi có cuộc sống này là sống bằng cái gì? Sống bằng nhân nghĩa lễ chí tín thì con phải sống bằng đúng cái quy luật này chứ, tại sao không làm? Nếu không làm thì gia đình mình làm sao? Nếu mình có gia đình thì phải lo gia đình, mình có tổ quốc phải lo tổ quốc chứ. Bây giờ gia đình mình thiếu ăn rồi nó đói sao, tổ quốc mình lâm nguy mình để cho chết luôn hay sao? Thấy không? Vì thế mà không tu là không tu những cái vớ vẩn đó. Còn tu theo con người ở thế gian này, tu theo con người là tu theo những nhân nghĩa lễ trí tín. Người làm người phải tu bằng năm cái danh từ này:
nhân nghĩa lễ trí tính là cái chỗ này. Đó là tu làm người đó, mà cũng gọi là tu giải thoát. Làm người giải thoát nó rất giống nhau, thấy không? Chứ không phải là không tu. Vì thế người ta làm cái chỗ tu, chữ tu. Tu là sửa chứ gì. Giờ con suy nghĩ nè, trái đất nó đang quay vậy đó, giống như bão á. Con vô đó, con vô dòng bão, con quay con không chịu, con dám ngồi vô tu không? Nó tu nó hút con luôn. Trái đất quy luật vật lý, làm sao con tu cho nó thoát ra được. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông không cho tu gì hết, mà chỉ biết hành rồi bằng trí tuệ. Sống thì phải bằng nhân nghĩa lễ trí tín. Có gia đình phải lo gia đình, có tổ quốc phải lo tổ quốc, chứ không có tu. Thế giới này mà tu là dính vật lý. Nó phải hiểu như vậy. Vì thế mà nói tới cái câu này thì nó làm đảo lộn tất cả những hiểu biết của con người. Vì thế mà cái đạo Phật khoa học Thiền Tông nó phải công bố đời con người khoa học. Cái con người thời đồ đồng không công bố được. Không ai chấp nhận cái này. Thấy không? Mà đã thời kỳ khoa học rồi, công bố mà còn bị chửi, nói cho con biết. Nó khó chỗ đó. Có nghĩa đạo Phật không phải là không tu. Tu làm người và tu theo cái nhân nghĩa. Chứ không phải tu mà cầu cái này cầu kia. Trái đất này con suy nghĩ nè, nơi ngũ thú tập cư cầu ai, xin ai đây? Con xin ai? Ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh và địa ngục, cầu ai? Con suy nghĩ, không lẽ mình cầu mình? Mình cầu mình thì mình lại, mình nói thôi, đừng có mê tín bà ơi, đừng có mê tín ông ơi, là được cầu cái đó đó. Cầu mình là cầu cái đó đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác ạ. Cháu xin hỏi câu thứ 5 ạ. Dạ, thưa bác, người tu như thế nào gọi là cuồng tín thưa bác? Người tu mà cuồng tín á, chứ cuồng là gì? Là cuồng loạn, điên khùng. Tín là tin tầm bậy tầm bạ, gọi là cuồng tín. Đụng cái gì ai nói cũng nghe, ai bảo làm cái gì cũng làm, ai bị hy sinh tấm mạng cũng hy sinh nữa, là sao? Là cuồng tín vô đó. Phân tích chứ cuồng là điên, là loạn. Tín là tin tầm bậy tầm bạ, nó gọi là người cuồng tín. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác. Dạ, cháu hỏi câu thứ 6 ạ. Dạ, thưa bác, cháu muốn tu theo đạo Phật, trước hết cháu phải tìm hiểu như thế nào thưa bác? Bây giờ trước mắt là đạo Phật, là mình hỏi ông Phật là ông là ai vậy? Ông có cái khả năng gì mà ông lập ra cái đạo này? Thì mình thông qua được cái này rồi, ông nói tôi là một vị toàn năng toàn giác, tôi biết hết, tôi làm được hết, rồi tôi chấp nhận ông. Nhưng mà ông viết giáo lý như thế nào đây? Ông đưa tôi coi. Tôi coi thuận tôi mới nghe theo ông, mới nghe, chứ không phải là tôi theo đâu. Có nghĩa là con tu theo đạo Phật thì phải hiểu tìm cái ông giáo chủ này là ai, dạy cái gì. Thứ hai nữa đó là mục đích ông dạy tôi để đi đâu, có thoát khổ được không. Thứ ba nữa là cái giáo lý của ông dạy như thế nào, có hợp với cái người khoa học không. Thì con tìm hiểu ba cái này. Mà ba cái này con tìm hiểu bằng gì? Bằng trí tuệ sáng suốt thì con tu mới đúng. Vì thế mà ông Thích Ca phải nói cái câu để đời: các ngươi tin ta đó mà không hiểu lời ta là các ông chửi ta đó. Có nghĩa là ông bảo mình tu thì ông là phải hiểu ông. Ông nói về cái đúng về khoa học không? Còn nếu mà nói không đúng thì đừng có tin. Đặc biệt ông Thích Ca có cái câu này, nói nghe là khoa học phải sợ ông đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn bác ạ. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 7 ạ. Dạ thưa bác, cháu muốn tu theo đạo nào đó, cháu phải chọn đạo như thế nào cho đúng thưa bác? Bây giờ cái thời buổi 4.0 là mình tu theo đạo thì phải tu bằng trí tuệ. Bây giờ bất cứ cái đạo nào cũng vậy, thì mình phải hiểu của người ta tổ chức tu để được cái gì. Tu thứ nhất là con mất mà làm mất cái công việc, công ăn việc làm của mình hay không? Có làm mất cái chuyện của gia đình mình không? Mà có mê tín hay không? Mà mục đích ông dạy tôi đó là có đúng không? Đúng theo ý của cái người khoa học không? Chứ cái người mà sống thời kỳ đồ đồng không cần hỏi cái này. Bởi vì người ta lúc đó ta không chưa có hiểu thì nói gì ta tin nấy thôi. Nhưng bây giờ đời khoa học rồi, nói cái gì thì phải cho rõ ràng, bằng khoa học mới tin.
Đó, con muốn tu theo bất cứ cái đạo nào phải làm cái này. Nhưng mà trước mắt con coi tìm được cái hệ quyển giáo lý của người ta, ta dạy cái gì thấy thuận thì được. Đặc biệt là coi ông có cho tôi dám hỏi hỏi ngược từ ông là không. Ông tổ chức cái đạo này mà ông dám cho tôi hỏi ngược là ông không? Đấy không? Nếu được thì tu, cũng không được thôi. Thà là ở nhà, lo cửa. Đừng có đi làm tầm bậy mà nó thuộc về mê tín. Con không hiểu là đi làm tầm bậy là mê tín đó. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Dạ, cháu xin hỏi câu thứ 8 ạ. Dạ, thưa bác, tại sao hiện nay người Việt Nam mình có quá nhiều người mê tín? Vậy làm sao cho những người này không mê tín nữa thưa bác? Cái mê tín này này nó có hai cái trường hợp. Tại vì người Việt Nam mình mê tín đó, thì mình không nói đổ thừa cho nhà nước, chứ sự thật do nhà nước. Cái ngành văn hóa của ông là cái đâu? Văn hóa lập ra để làm cái gì? Lập văn hóa để cho người ta sống bằng cái văn hóa của người văn minh, mà cái ngành văn hóa không hoạt động, mà hoạt động nó không đúng với cái này. Vì thế mà con người ta không hiểu, thành ra con người mê tín nhiều. Thấy không? Còn muốn không người mê tín thì mình ở đây mình cũng không có. Nhưng mà nếu mình là người dân thì nó có cái chuyện này, thì có thể giúp được người không mê tín. Thời buổi này là thời buổi gì? Thời buổi 4.0. Nói đây 5 phút chỗ kia nó nghe. Thì tất cả những người nào mà muốn xóa được cái mê tín này nè, tập hợp anh em lại 5-7 người bàn về cái mình hội thảo về mê tín, mình góp mình đưa lên mạng thì người ta biết ta không mê tín. Chính người ta không mê tín mình có công đức đó. Tạo bằng công đức rất đơn giản. Thì nó có ba cái trường hợp làm hội thảo nè, rồi tranh luận nè, rồi diễn đàn, thấy không? Ba cái này nói để cái này mà nó phát triển ra, nó từng nhóm thì một vùng á, thí dụ cái Vũng Tàu này mà, tụi con cứ làm được cái này, tụi phát lên mạng, thì tụi xin lỗi người nào nghe được á, dù họ muốn mê tín họ không mê tín được là gì, họ mắc cỡ. Thí dụ bây giờ đi tới do đó lại họ chơi lại để cầu cái gì? Thì con chỉ đưa nè, trái đất này là ngũ thú thờ cư, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục, lại cái gì? Ta nghe được cái này là ta bỏ liền. Khỏi nhà nước khỏi tốn một đồng nào á, thấy không? Thì ba cái nhóm được là diễn đàn, hội thảo và thảo luận. Đó, thì cái này cái mê tín tôi bảo đảm là Việt Nam mình làm 6 tháng mê tín mất 80% luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin cảm ơn bác. Dạ cháu xin hỏi câu thứ 9 ạ. Dạ thưa bác, nước mình ngành nào chịu trách nhiệm về xóa mê tín thưa bác ạ? Nếu xóa mê tín thì nó đúng là ngành văn hóa. Bởi vì cái từ tổ chức trung ương cho đến phường xã đều có cái ban văn hóa hết. Để có bài này nè, phải đưa lên. Bắt trước như là cái tuyên truyền giống như cái đội mũ bảo hiểm. 5 phút sau cả toàn quốc nó biết hết. Bắt trước theo cái Covid-19, 5 phút sau cả thế giới nó biết luôn. Con làm cái này thì ngành văn hóa mà làm được cái này thì bảo đảm là nước Việt Nam mình hoàn toàn không ai mê tín hết. Thấy không? Mà trong đó là thì quốc gia mình lo làm ăn lo cho tổ quốc thì quốc gia mình nó sẽ hùng cường. Còn cái chuyện mê tín nó giết thời gian người ta rất nhiều. Con để ý thì mê tín giết thời gian người ta có thể 20% trong thời gian cuộc sống của con. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ cháu xin cảm ơn bác ạ. Dạ cháu xin hỏi dùm một người bạn muốn đặt câu hỏi cho cháu để cháu hỏi với bác là cháu xin hỏi xin trả lời cháu xin hỏi câu hỏi của anh ấy như thế này Rồi con hỏi đi. Dạ thưa bác, theo Thiền Tông thì thôi miên là gì ạ? Anh muốn hỏi là thôi miên theo thôi miên. Dạ theo Thiền Tông của mình là hiểu như thế nào ạ? Cái này là nó điều khiển về cõi âm. Trong này đây là nói là của khoa học chứ không phải là thôi miên là gì, là nó có cái thuật là niệm chú để nó điều khiển cõi âm, để nó hiểu được bất cứ gì con muốn hiểu. Cái gì này nó nằm ở trong Mật Chú Tông Mật Chú Tông nó có khoa này chứ không phải không đâu. Thôi miên có nghĩa là cái gì? Nó dùng cái hình ảnh cái bởi vì thế giới này là thần người ngạo quỷ súc sanh địa ngục, cái ngạo quỷ nó làm được cái này, nó người ta gọi là cô hồn cát đảng. Con cúng nó, con thôi miên, con phải thờ nó nha, rồi cho nó ăn nhiều, rồi con sai nó gì làm được. Nhưng phải có cái bài kinh
có cái bài chú con niệm nó theo con. Giống như bây giờ nè, ở Ấn Độ nó có cái phim gọi là Aladdin và cái đèn thần đó. Là cái gì? Nó điều khiển được ông thần biểu lại vậy. Thí dụ là thôi miên là gì? Làm cho con mờ bắt được. Nên nó về, nó niệm một hơi thì nó hai ba đứa nó đứng nó che con thì con đâu còn thấy nữa. Thấy không? Khoa thôi miên này là nó thuộc về khoa điều khiển thần linh. Mà thần linh là ai? Nó là mấy ông cô hồn chứ không có ai đó. Mình kêu ổng là thần linh chứ sự thật ổng là cô hồn cắt rãng á. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, làm sao mình nhận biết được nó thưa bác? Bây giờ làm biết nó đó thì mình còn bây giờ con tần số của người nữ á thì âm 6 dương 4. Còn người âm á thì nó là gì? Âm 7 dương 3. Con làm sao cái tần số con xuống theo nó được á thì con sẽ thấy nó rồi con điều khiển được nó. Thấy không? Vì thế mà cái người mà người ta tu về cái cõi âm á, thường thường cái con mắt người ta, cái mặt người ta xanh lắm. Thấy không? Còn nếu mà tu theo thần thì cũng cái mặt người ta đỏ. Không phải tập làm sao mà nó có cái khóa gọi là cái ngồi thiền mà tưởng á, tiễn đi tưởng thấy của âm nó có. Cái pháp đó nó có. Thì bây giờ mình gặp rồi âm thì mình nói chuyện được, chứ con không gặp nó âm thì mình mới nói nhờ này nhờ kia rồi con bắt đầu con hành thiền rồi con niệm chú á thì nó sẽ giúp cho con, nhưng với điều kiện là phải cúng cho lớn à, cúng nhỏ nó không ủng hộ đâu. Thấy không? Cúng bèo quá nó không giúp con đâu, cúng cho to. Còn nếu mà con liên được thiên liên cái rồi con làm cái gì cũng được hết. Thấy không? Đã thiền luyện thiên lên cái được rồi con điều khiển được nó đó, phải không? Đó, thành ra cái này, cái thuốc này là cái thuốc là của cái mấy người mà ta coi bói cái quỷ âm á, mấy người ta coi bói ta sẽ sử dụng cái này nè, ta coi mới đúng. Còn nếu không có coi âm dựa coi không đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, và cách tránh nó khi bị ai đó thôi miên mình ạ? Bây giờ nếu mà người ta thôi miên mình á là dưới điều kiện là con thích âm thì nó sẽ thôi miên con được. Còn con mà dương nó không thôi miên con được. Bởi vì nó cái dương là gì? Dương là giống như cái luồng điện mà cái dây bao nó không có dây bao. Còn cái điện mà có dây bao nó nắm còn được, thấy không? Còn con không vậy mà con mê tín thì nó không bị âm, thì cái cõi âm nó sẽ nó biết, nó nhìn thấy tần số con nó biết. Còn con mà dương nó không làm được, không cách nào thôi miên con được hết. Bởi vì trong cái đạo Phật Thiền Tông nó có những cái bài kinh nói về cái này rất hay. Con chỉ cần nói thôi, bởi vì để ý nè, nhiều người mà gọi âm không dám cầm cái quyển sách mà nói về Thiền Tông vì nó dương lắm. Quyển sách Thiền Tông nó nói gì rất dương. Thì người mà bị gọi âm nó thôi miên được là tại con có tần số âm, mà thứ nhất là đi cầu xin lại lục nó biết. Giác cái mặt đi đến thế này cúng tụng là nó biết, nó theo con liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin hết câu hỏi của mình rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác và chúc bác nhiều sức khỏe ạ. Rồi cảm ơn con.